Để lạnh rồi. Bởi vì dù sao lúc anh bắt theo như cách mà anh đã từng nói chuyện bạn anh thì nói ở phương diện rằng là em là một người đã là người xét về công mặt công việc, em là một người đã làm trước anh. Về sự ảnh hưởng, người ta sẽ biết và quan tâm đến tên nam em hơn là Lãnh Thành. Thế nên khi bắt đầu bắt gặp em, anh sẽ phải lo ngại. Bây giờ mình nên đi mình chơi để hết mình. Nhưng mình không biết được rằng là những người mà mình đang chơi hết mình ngoài kia họ có an toàn mình hay không. Anh gặp rất nhiều trường hợp này. Những người bạn diễn của anh, nếu anh thích ai anh sẽ nói người đó. Còn nếu không thì anh với họ vẫn chỉ là đồng nghiệp. Nhưng tất nhiên cái thích đấy thì nó cũng sẽ không... Thế nên khi anh ghép gặp với em, anh sẽ để lại một cái lo ngại rằng nếu giờ mình chơi thì biết đâu được rằng bạn này hoặc một ai đó ở trong cái ekip này họ cũng có thể rỉ tai ra vài thông tin gì đấy mà nó chỉ xuất hiện ở trên phim trường thôi. Bình thường anh ở nhà như mấy đứa em anh ở cùng anh ấy, bọn nó biết hàng ngày anh cũng chỉ dậy sớm ra cho bọn bồ câu ăn, nói chuyện kiểu ngớ ngẩn với mấy con bồ câu, xong rồi chăm mấy con mèo. Tự nhiên đâu vác ba con mèo về giờ phải tốn tiền đi triệt sản cho nó các thứ, tốn tiền nuôi nữa chứ. Nhưng mà mình lại vẫn thấy vui nó. Mặc dù mình trong tài khoản mình không tiền nhưng mình vẫn phải cố mình đi mua thức ăn cho bọn mèo. Ôi, ăn con nuôi mèo. Thì cái thằng của em nó đi chơi công viên về nhặt được ba con về nó vứt đấy, và bây giờ thì mình là chủ nhà thì mình phải hàng ngày chăm nó thôi. Và giờ nó to từ lúc có bé bằng cái cốc này giờ nó to như này. Em chìm mèo. Đấy. Có bị dị ứng lông mèo không? Không, mẹ em bị dị ứng. Tại sao em bị dị ứng? Mẹ em bị dị ứng nhưng mà em nuôi còn có hai con. Một con không lông, một con có lông. Anh cũng gặp rất là nhiều trường hợp gần giống như câu chuyện của em chẳng hạn. Anh nói chuyện với họ, với một vài người, với bạn đồng nghiệp của mình. Anh rất là vui vẻ khi mà được làm việc cùng họ và chơi với họ trong một cuộc chơi đùa hay một bữa tiệc hay gì ấy, hay cà phê các thứ, mình hoàn toàn rất thuần khiết trong việc ok hẹn thì đi. Nhưng bản thân những người đấy thì họ không như vậy. Bắt đầu họ đi nói chuyện về việc rằng anh gạ gẫm họ ở đâu đấy, mà có khi họ nói chúng với lại bạn anh, những người bạn của anh họ ngồi trong đấy và họ nói chúng mấy người kia họ về nói. Và một trong số đó từng là người kiểu mình đã từng cứu họ đó chứ. Xin chào mọi người và mọi người hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Madison Media Group nhé. Vô Lăng Tình Yêu 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô Lăng Tình Yêu tại TikTok Madison Entertainment. Thật may mắn sao gặp được người như anh, luôn chở che cho em.